Rồi. Rồi sau đây thì hướng dẫn cho anh em một số cách cái mài dao mà đơn giản nhất nhé, mài dao cạo nha. Thì cái như cái con dao như này thì cái mặt áp vào cây này chúng ta mài phẳng nha, mài phẳng nhưng mà cái viên đá không nên để dọc này nha, không nên để dọc này giũa mà mình nên để xéo một tí thế này. Đó, bắt đầu mình mài. Đây là con dao mới nha mọi người. Đấy, thì cứ từ từ mình cứ xả từ từ như thế này. Xả cho nó hết cái nhám ở trong lò rèn mới đập ra đi. Tại vì ở trong lò rèn mới đập ra nó bị rít á, dao mới nó bị rít. Bị rít nguyên nhân do sao? Nguyên nhân là do cái mặt phẳng của nó đang bị cái đá mài mới của nó đấy. Cái đá mài của thợ rèn đó người ta chưa mài hết được á, nó bị rít. Thế cái mặt này là yêu cầu mọi người là mài phẳng nhá. Đặc biệt phải mài phẳng nha, chứ không có gọi là nghiêng đá nghiêng đủ gì nhá. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Đây là con dao mới mình vừa mới đập xong này. Mình cứ mài phẳng, mài cái mặt này mài mềm phẳng, nhưng mà cái đá này nó bị thật chéo này nha, thật chéo dũ lên này chứ không có để dọc này dũ nhá. Mài chéo này lên này đó. Chói anh hằng chói tại vì ban ngày mày đi học không ai là ấy hướng dẫn mà không ai cầm mình cũng có mà không quay được có cái này bật mình cái đèn pin là quay được đèn flash lên thì nó hơi chói sợ nó chói không có đèn pin thì mới làm được cái mặt này cũng vậy nha cái mặt dưới cái dẻ dao này cái mặt dưới dây dao của cái con dao này chúng ta cũng mài phẳng luôn. Đó, chúng mài phẳng cũng không để đá dọc này mà để đá chéo là thế này nha. Lưu ý nha mọi người. Xong mà thấy cái mặt phẳng của nó hết cái độ nhám của cái trong cái lò rèn cái máy mài ra thì ấy nha. Cái đang quay để hướng dẫn cho anh Khang mài dao. Ăn trứng như vậy ăn trứng cũng được. Đây rồi, cái mặt bên trong này, cái mặt bên trong và cái mặt bên áp má dao đây. Mặt bên trong cái mặt áp vào cây á thì chúng ta cũng xả thẳng. Nhưng mà xả thẳng xong á, đây. Mình xả thẳng thì cho nó hết cái nhám đen thôi ha. Hết cái nhám đen thôi. Đó. Thì nó hết cái nhám đen đi với lại nó mỏng dao đi một tí mình cạo với cây non nó ngọt hơn đó. Rồi bắt đầu cái mặt lưỡi của nó này thì mình hơi để xéo này để lấy lưỡi gà với lại mình hơi nghiêng đá một chút để cho nó vừa tới cắn cái lưỡi tới cắt cái lưỡi này của nó cái cắt lưỡi cắt của nó đây này đó cái viên đá mài cắt tới lưỡi cắt và để đá xéo này á, thì mình cái sống dao cái sống cái mép của viên đá mài á nó cắt vừa mà tới cái chân lưỡi dao thì nó mới nhỏ được cái hạt gạo mà nó gọn được hạt gạo. Nếu muốn hạt gạo dài á thì chúng ta đặt dọc viên đá ha. Còn nếu muốn hạt gạo ngắn đi á, ngắn lại á mà nhỏ đi á để dễ cạo thì chúng ta để xéo này này. Càng xéo nhiều thì nó lại càng ngắn lại và nó càng nhỏ lại ha. Đó, cho nên là chúng ta lưu ý nha. Mép này giờ chúng ta phải để hơi nghiêng đá lên chứ đừng nghiêng hẳn thế này ha. Hơi nghiêng đá này để đúng với cái độ cái mặt nghiêng của cái lưỡi dao đó, thì chúng ta giũa chúng ta mài là cho đến khi nào thấy nó bén thì thôi nó sáng thì thôi nó cảm giác nó khi mà rờ tay vô á thì nó nhẵn là được mà lưu ý nha khi mình mài á mà ở cái lưỡi của nó á, nó từ ra sắt á cái bột sắt á thì lấy cái đá bùn cà đi một cái cà ngang này này lấy cái đá bùn này cà ngang đi một cái là nó hết cái răng cưa đó là cạo nó mới bén được chứ không là để cái răng cưa đó là ra cây cạo 2-3 cây là nó cùn rụt cả đó. Cái mặt bên này cũng vậy ha, cái đầu bên này chúng ta cũng giữ như thế. Đó, mình cũng giữ như vậy luôn, giữ mình mài làm sao cho nó nhẵn cái chỗ mình cắt để có lưỡi ha. Đó, lưỡi gà nó mới đến được, mới đến được cái lưỡi gà. Rồi bắt đầu cái mặt lưỡi của nó, cái mặt dè dao đây, mặt dè dao.
cho đi, đội cho đi, đội cho đi cho nó ấy. Từ đây tôi đội nha. Chói không ta? Chói ta. Rồi đấy, bây giờ đến cái mặt là những cái mặt dây dao ha, có chói lắm không, có bị chói không? Rồi không chói sao. Rồi đấy, mặt dây dao chúng ta cũng giữa ngang này để cho giữa cho nó sáng cho cái lưỡi dao này đã đó, cho nó hết cái nhám nhám của cái lò rèn đánh ra đã. Đó, ở đây mình xả nó không được kỹ tại vì mình cũng thời gian có hạn đấy, mình xả những cái chỗ đen đen này cho nó trắng đi các bạn ơi, anh em ạ. À, bắt đầu thì đến cái phần này, cái phần lưỡi của nó mình cũng hơi nghiêng đá, không để dọc này nha, không nghiêng đá nhưng mà không để dọc mà nghiêng đá để xéo là thế này này. Đó là khi mình tạo một cái độ rơi như thế này, những lúc mà vào cây á, vào cây cạo á, là nó không có bị cùn, nó không bị nhanh cùn, nó sắc lâu. Còn nếu mình dũa thẳng kia thì nó sắc được mấy cây đầu thôi, mấy cây sau là nó cùn rách à. Mà khi mà lưu ý nha mọi người, đừng để cái mép này nó cà vào cái lưỡi gà quá mà nó cụt mất cái lưỡi gà đó, nó sẽ tạo ra một cái lỗ khuyết ở cái đầu lưỡi này, cái lỗ lõm vào như thế này là người ta bị gọi là bị khuyết dao đó. Là trường hợp là mình bị dũa này, mình dũa như thế này đâm sâu quá là cái mặt bên này bị khuyết, mặt bên này cũng bị khuyết luôn ha. Cho nên là mình mài đẩy vô á, đẩy vô mình đến cái chỗ chân lưỡi gà là mình vuốt ra cái này này đó, đẩy vô tới chân lưỡi gà là mình vuốt ra đó. Thấy không? Thấy mình làm không? Đó, mặt bên này mình cũng vậy, cũng vuốt theo kiểu này, vuốt đã đá vào cái hạt gạo của nó, nhưng mà mình đừng có để nghiêng quá này, mà để hơi xéo xéo này vào á, là nó mới còn giữ lại được cái lưỡi gà mà dao nó không bị khuyết ở hai cái mép. Rồi bây giờ đến được cái sống dao. Sống dao thì bắt đầu mình lấy cái đá mài này, mình cà cà đi, mình cà cà thôi nha, chứ đừng có mài nha, chỉ vuốt qua vuốt lại cho nó nhẵn thôi, để mình cạo nó không bị rít ha, không bị rít. Cái sống này to á thì cạo nó sồ cái cây, nhưng mà nó cũng có ngọt, nhưng mà to quá thì mất mũ, mà nhỏ quá thì nó rít dao là mình cạo nó phạm ha, nó phạm, nó lấy ra lấy vô nó khó. Đó, những anh em nào ví dụ như chúng ta mà mài kỹ á, mài mà xiềng rồi á, thì anh em cố gắng góp ý, tham gia góp ý ha, để cho em nói chung cũng phần nào đó cải thiện được cái cách mài dao, với lại hai nữa là mình giúp cho những cái anh em nào người ta mới học cạo, người ta mài dao nó ổn định hơn ha, người ta biết cách người ta mài. Rồi bây giờ đến cái khâu đá bùn, thì mình xả xong rồi á, thì đến cái khâu đá bùn này nè, đá bùn này thì mình cũng mài như thế, cũng đã để đá xéo này. Thì đã xéo nhưng đừng để xéo quá như thế này ha anh em ha. À. Bởi vì mình tránh cái trường hợp là mình cà mất cái lưỡi gà nó đi. Mình để hơi xéo này tới cắt cái tới cái lưỡi gà nó thôi là được rồi. Ừ. Tối lắm không em? Không. Đấy, mình đi cả ngày rồi, tối về mình mới làm, tại vì có anh em nó quay video mới làm được. Chứ không một mình một tay mài một tay quay ông nổi. Mọi người thông cảm ha. À. Đây thì mình mài cho nó nhẵn ở giữa đi. Nó nhẵn ở giữa cho nó láng, cho con dao nó ngọt, thì mình cạo nó vào nó dính nhá, cái dăm cưa nó ra ba cái dăm nó dính vô, mũ dính vô nó không có rít được con dao mình. Đó. Cái lưỡi này này mình cũng để đá xéo xéo ra, hơi nghiêng đá lên, để đá xéo như thế này và hơi nghiêng đá lên chút xíu đó. So với cái mặt lưỡi á, để nó cắt tới cái mặt lưỡi là như thế này là được này, đó, cái viên đá nó cắt tới cái mặt lưỡi là được, đừng để nó cắt quá nó mất lưỡi. Và bên này mình cũng vậy, vuốt làm sao cho nó tới cái mặt lưỡi là được rồi. Đến cái mặt lưỡi của nó, cái mặt bên trong này, nhớ lưu ý nhé, mặt bên trong là mình nghiêng đá, còn mặt bên ngoài mình không có nghiêng đá ha. Đó, cái mặt bên trong là mình nghiêng đá làm sao cho nó tới cái mặt lưỡi của nó. Bây giờ cái này ngoài này mình đẩy vào. Đó, mình đẩy vào tới cái chân lưỡi gà đúng không? Rồi mình lại vuốt ra ngoài. Vuốt ra ngoài thế này, vuốt ra ngoài, vuốt xéo ra ngoài này nè ha. Thì nó mới được bền lâu, ý là nó sắc lâu. Nó không có cùn nhanh được, và cái răng cưa nó cũng cái dăm cưa ở cái lưỡi dao á, nó này dăm lên nó sẽ bị mất, nó không có bị cùn, nó không có nằm ở trên cái lưỡi được. Đầu này mình cũng thế, đầu này mình cũng nghiêng đá như này ha, mình cũng kéo về phía người mình nhá, cái tay mình kéo về phía người mình, đá thì mình hơi nghiêng ha,
hơi nghiêng viên đá lên thế này nè, chứ đừng có để thẳng này, hơi nghiêng viên đá xuống này thì nó cắt tới lưỡi ha. Đó. Rồi đến cái mặt ngoài này, bây giờ cái mặt to này, cái mặt sống dao này, cái mặt to này. Đó, để em lắc cho nó sạch trắng này. Đấy, cái mặt to của má dao này thì mình mài thẳng, mài phẳng nha. Mình cũng mài phẳng như đá bùn vậy á, nhưng mà cũng để đá xéo xéo này lên này, chứ đừng có để đá dọc dũa nha. Mình để đá xéo này lên. Ở ngoài cũng xéo mà ở trong cũng xéo. Nó xéo như thế thì để làm sao? Để cho cái hạt gạo nó nhỏ mà nó đều, nó không có bị khuyết. À, chúng ta mà để dài, để thẳng đá như thế kia á, là nó hạt gạo nó dài ra, nó dài mà nó to ra. Đó, đến khi mình cạo nó khó. Cái hạt gạo mà nó dài mà nó to là cạo nó khó mà mất mủ. Nó không có được mấy mủ đâu, nó hay đông lắm. Đấy, thì ở cái này mình mài thẳng này, mình mài thẳng, mình cứ để thế này mình mài thẳng. Thì khi nào nó nhẵn thì thôi ha. Nó cảm thấy nó có độ nhẵn rồi á, chúng ta có độ rờ, nó có độ nhẵn, nó láng rồi á, là lúc con dao đã được đặt cái mức là ngọt được 80% rồi. Thì á, bắt đầu đến cái lưỡi, cái phần lưỡi này, thì mình là bắt đầu ở cái phần lưỡi của cái mặt đó đó, mình hơi nghiêng đá ra, hơi nghiêng đá thế này ha, hơi nghiêng đá xéo này, để mình cắt đi thế này, mài cho nó sắc, với lại nó cắt đi cái dăm cưa nhỏ xuất hiện ở cái lưỡi đó, là nó sẽ bị đứt, nó bị cụt đi, thì mình cạo nó sắc hơn, nó không có bị gì ấy, nó không có bị cùn dao. Với lại đặc biệt lưu ý nha. Ví dụ mình mài phẳng cái này mà mình mài đá bùn hơi nghiêng chút á, nếu mà khi mình cạo á, bị táp, cái trường hợp nó bị táp vào cây á, á thì anh em lấy cái đá xả, đá cái đá đôi, cái đá đỏ này, cái đá xả của chúng ta hơi nghiêng đá lên, giũa cái lưỡi nó này, giũa hơi nghiêng cái này này, hơi nghiêng giống như cái viên đá mà xả lúc ban đầu đó, à, mình hơi nghiêng cái viên đá lên này này, lấy viên đá xả mình cà 2-3 phát gì đó, cà 2-3 phát như thế này là nó sẽ ăn ra ngoài thì nó đỡ táp hơn, nó đỡ bị táp vào cây nữa ha, nó đỡ bị táp vào cây. Đó, trường hợp là nó bị táp thôi, chứ còn nếu mà chúng mà mài phẳng thế này thì ngoài chúng lấy đá bùn này cà 4-5 phát thế này là vào cái mép dao này là nó đã ăn ra rồi, là mình cạo nó không bị táp nữa này. Đó, nó không bị táp vào gỗ nữa, nó không bị táp vào gỗ nữa, là nó không có xuất hiện được cái trường hợp phạm. À, cái đầu bên này cũng vậy, cái đầu bên này nếu mà mình đục hậu mà cảm thấy nó bị táp phạm quá thì mình giũa, mình để 2-3 cái xéo xéo rồi này, hơi nghiêng đá là thế này, này để cho nó ăn ra ngoài thì nó đỡ ấy hơn, nó đỡ bị táp hơn ha. Đó. Đó, cái sống da này mình cũng vuốt đây này, cái sống ở giữa này, sống ở giữa con dao mình vuốt làm sao cho nó trơn chu đi, rồi đến lúc mình vào mình cạo nó không bị rít con dao. Tôi nói chứ mài cũng sơ sơ thôi, nhưng mà theo cái kinh nghiệm làm này thì nó ổn, thấy nó ổn, cảm thấy khi đi cạo nó trơn chu, nó ngọt dao. Mũ thì nói chung cũng tùy theo cái phần lô thôi, mình tạo phần lô có lô tạo mấy 500 cây, tạo 3 đến tạo 4, thế lại dao mình nhớ thường thường là cứ 2 ngày mình mài một lần thôi, chứ cũng không phải ngày nào cũng mài. Để nếu mà mình có chiêng đó thì mình ngày nào mình mài thì hả, cạo nó ngọt, nó sướng lắm, cảm giác thích lắm. Đấy, như thì các bạn đấy, cái mặt dè dao này, cái mặt dè dao chúng mình có mài phẳng luôn, không cần phải nghiêng hay là gì hết, trừ trường hợp là nó có dăm cưa thì mình mới nghiêng đá này thôi, mình nghiêng đá ở cái mép này để cho nó đứt cái dăm cưa đi. Hả? Đứt cái dăm cưa đi thì mình làm mới ra cái lưỡi sắc thì nó cạo nó được lâu mà nó bén. À, khi mà nó bị khuyết á, ví dụ như cái trường hợp mà da mà bị khuyết thì mình chỉ cách khắc phục luôn ha, mình chỉ cách khắc phục da bị khuyết luôn đó. Thì bây giờ các bạn nhớ lại cái phần mà mình hướng dẫn nha, hướng dẫn là mình cách mài nguyên một con dao nguyên từ lúc mới tinh từ lò rèn về, là mình lấy đá xả, mình xả cho nó phẳng cái bề mặt này, cái bề mặt này mình phải xả cho phẳng, xả phẳng hết cái đen đen nhám nhám của lò rèn ra, mặt bên này cũng xả phẳng, là cái mặt dưới của dì dao cũng xả phẳng, riêng mặt bên trong này thì mình xả phẳng nhưng mà chỉ xả cho nó sáng ra thôi. Rồi cái riêng cái lưỡi dao á, cái lưỡi ở bên trong á, lưỡi dè lớn này nè, mình để đá hơi nghiêng đá ra để cho nó tạo ra cái độ lưỡi, để tạo ra cái lưỡi dao bén và nó không bị đứt lưỡi gà. Với cái trường hợp là mình để hơi đá nghiêng này nè, đó là nó tới được cái lưỡi gà, nó không có bị cụt mất cái lưỡi gà. Nếu mà ai trường hợp ai muốn ngắn lưỡi gà thì mình để nghiêng hẳn ra thế này thì nó ngắn lưỡi gà nó nhỏ đi. Đó, bên này cũng vậy ha. Thì trường hợp bây giờ nó có cái trường hợp là dao bị khuyết ở giữa đây, ở cái dè này với lại dè bên này. Đó, dè bên này cũng bị khuyết, bên này cũng bị khuyết, thì mình lấy cái đá xả đó mình xả thẳng xuống cho nó đứt, để cho nó bằng cái này thôi. Bên này cũng vậy, cho nó bằng luôn,
rồi sau đó mình mài bén y như cái lúc ban đầu mình hướng dẫn thôi. Rồi cái hạt gạo thì mình giũa làm sao cho nó nhỏ đi à, là được rồi. Thì bây giờ cái video này mình kết thúc thì các bạn thấy hay thì hãy nhấn hay thì like cho mình và subscribe kênh để mình phát triển kênh hơn nha. Cảm ơn mọi người.